Chào các bạn, trong video này F-Channel sẽ dẫn các bạn cách cài đặt để sử dụng 3G tiết kiệm trên hệ điều hành Android. Và ở video này mình sẽ dẫn hai cách đầu tiên. Cách thứ nhất là giới hạn dữ liệu ứng dụng chạy ẩn. Đầu tiên các bạn vào cài đặt, sau đó chọn mục sử dụng dữ liệu. Chọn vào SIM sử dụng dữ liệu của các bạn thì các bạn thấy ở đây có những ứng dụng mà sử dụng lưu lượng có đơn vị đo ở đây ạ. Thì các bạn có thể chọn vào những ứng dụng mà sử dụng nhiều lưu lượng chẳng hạn. Và kéo ở đây có mục là hạn chế dữ liệu nền. Đấy như vậy. Đấy cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn cài đặt cái chế độ là nén dữ liệu trên trình duyệt. Như ở đây mình dùng Chrome, thì các bạn vào Chrome bấm tùy chọn, chọn cài đặt. Ở đây các bạn thấy có mục trình tiết kiệm dữ liệu. Đây vào đây đang bật. Đấy, các bạn thấy. Thì ở đây là dữ liệu được nén xuống 39%. Nhưng điểm là sử dụng thì hình ảnh sẽ bị giảm đi nhưng mà sẽ tiết kiệm được khá nhiều dữ liệu 3G. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ channel và mời các bạn xem các cài đặt khác ở video tiếp theo. Xin chào các bạn.